Rồi hôm nay mọi người ăn thịt nướng. Bây giờ mình sẽ đi rửa rau trước nha. Cái rau này là hồi nãy mình đi chợ mình mua nè. Thịt nướng là phải có lá mè này nha. Không có lá mè này là nó sẽ thiếu thiếu kiểu gì á. Mình ai cũng thích ăn rau, bởi vậy mình mua quá trời rau luôn. Cái rau tím tím kia là ăn nó giống như wasabi vậy đó. Người ngon lắm. Cơm là cái thằng tuồng hôn nhà mình lúc nào nó cũng đứng kế bên chúa ché gì hết trơn luôn á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cắt dưa leo ra để làm kim chi dưa leo nha. Cái dưa leo này thì mình cắt miếng dài dài á mọi người, kiểu dài dài vừa ăn là được. Hồi nãy mình cho vô một muỗng muối chứ, 2 muỗng nước đường. Bây giờ mình sẽ trộn nó lên cho muối với nước đường nó thấm vô dưa leo nha mọi người. Rồi mình sẽ để nó khoảng tầm 30 phút nha, cho nó ngấm xong rồi mình sẽ rửa lại, không rửa cũng được. Sau 30 phút á thì cái dưa leo của mình nó ra nước như thế này nè mọi người. Cái bây giờ mình vắt cho nó gáo gáo chút, chứ cái này mà vắt cho nó khô luôn thì không được. Giờ mình sẽ cho vô trong này khoảng 1 muỗng ớt bột, với lại là thêm 2 muỗng nước mắm. Nước mắm nào cũng được nha mọi người, và 1 muỗng đường. Và tiếp theo đó là chút xíu tỏi băm, một chút xíu ớt băm nữa nha. Như vậy là được, ngon rồi á. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một món nước uống nữa, đó là chanh kết hợp với dâu. Đối với trái chanh này thì mình sẽ cắt lát mỏng, còn mọi người không cắt lát mỏng cũng được, mình cắt sao cũng được, miễn có chanh là được nha. Mình sẽ cho vô trong cái này để chút nữa, giống như mình làm chanh với lại là dâu giả tay vậy á mọi người. Cho vô trong này 3 trái dâu, xong rồi thì mình sẽ cho vô trong này thêm 1 muỗng rưỡi đường nữa. Ai uống ngọt thì mình sẽ cho 2 muỗng đường nha. Dùng cái gì nó cái chày á, nó như cái này của mình là giả được nè, giả nhẹ nhẹ thôi nha trời. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ cho đá vô xong cái mình đậy cái nắp lại, mình lắc lắc y như là mấy cái người mà chuyên nghiệp vậy đó. Đơn giản vậy thôi à, là mình đã được cái ly nước quá trời ngon luôn. Ok. Rồi, có thịt lên. Thịt ba chỉ nè. Ba lấy miếng, chờ đến cho rồi. Chuan, tụi mày cho cô kia nè. Cứ nè. 동현이 그냥 돼지고기에 우선 살코기 쪽으로 주고 그러면 되잖아. 그치? 잘 먹잖아. 来来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 ngon mà. Ừ. Có mùi chanh dâu ngon mà. Ừ. 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 Ủa thế? Chai kia? Ừ. Quá xì. Mà chai kia nó cũng xinh.
언니 싸세요. 한 쌍. 내가 먼저 싸. 있니? 에요. 있어. 그만 밥 먹어. 조금 찍고 TV 너무 집중 보지 말고. 너 진짜 그래? 진짜. 아니 먹여줘. 안 돼. rồi anh em mọi người ăn thịt nướng. Ủa, thịt nướng sao? Với kim chi bỏ dây nướng không nổi. Đi vô đi chị. Măng tay nha mọi người, măng tay mà không phải ăn thì sao, không nướng thì gì ăn không nổi. Ông nội này cho ông nướng này cũng như không à. Rồi mình không có dĩa luôn. Dĩa mày đâu? Cho ăn cùng hơn rồi. Mình dĩa bỏ luôn luôn. Dĩa à? Rồi về Việt Nam 20 ngày qua đây món đầu tiên phải ăn đó là món thịt nướng. Chị Như phải làm gì vậy? Mới nhìn miệng. Là leo qua đây ăn nè, nhìn cái gì mà nhìn dữ. Quay mọi người nha. Nướng có 20 ngày thôi mà ăn vậy thịt nướng kim chi nó ngon. Cái lá này giống như là quá quá có đi nè. 20 ngày ăn vậy ngon ha. 20 ngày rồi không ăn thịt nướng nha mọi người. Hôm bữa về tính làm món này ăn nè, mà không ai ăn hết trơn. Không ai chịu ăn hết. Đem kim chi về. Không ai cho ăn thịt nướng hết.참기름 안 넣었지? 잠깐만. 두꺼. 아니 뭐해 봐. 식용유 넣었어? 두꺼 누워 먹어. 저 열. 기다려. 왜 그래? 어떻게 왔어? 나 맛이 알아. 어머나지네, 짱하고 막내 나오지 뭐 아니야 누구니? 당연히 니 그냥 친네. 너 어느 거야? 아, 어머 나오겠다. 뛰우. như quái cự. Ôi mẹ ơi. Chết. Muốn à. Ủa anh xuống quân hết trơn rồi Như ơi. Chấm hôm nay nó ngọt hả? Rồi mình đừng nói để cho hai ông ăn bột ngọt hồi mất trí nhớ luôn. Cái đó. Người ta cảm giác vậy mà ông hai ông này im ghê luôn. Ăn cái cuốn thứ hai là cảm nhận được rồi. Quê. Mama, I love you.
밥만 구워 먹어. 김치 너무 맛있어. 들어와, 밥 먹어. 밥만 먹어. 안 돼. 요할 줄 몰랐지. 장 hỏi sa thái hay hôm nay đó mọi người. Ủa, dữ trời. Ấy. Trời ơi. Được không? Ở nước bạn á. Có ngon tay cũng ngon, ngon ngon ngon. Ngon. Nó không có đứt mọi người, mà nó nóng nữa. Pasti. Nó cầm măng tây nó vừa dai mà nó vừa ngọt luôn rồi. Nóng thôi nha, tắm mà không có đứt. Đi leo lên giáo bớt ngán nè. Đi leo chọn mà. Mặn mặn ngọt ngọt. Chay chay. Ăn được không? Ăn cái này nó cũng đỡ ngán nè. Cũng giống giống như kim chi. Cái đó để mai cho ba tiền hơn đem theo đi làm ăn cho người. Ờ, 남편 퇴근했는데 삼겹살인지는 모르고 왔어. 궁금하게 했었는데. 오늘 저녁에 뭘 준비했을까? 저는 대동 비빔 먹어. Ăn cái món này là phải gói dồn vô một họng như nó mới ngon. Hôm nay xem video của hai chồng mình nhé. Bye bye, 즐거운 저녁 되세요.